Rồi sau khi đó là sau khi ra Vol 1, sau khi đi tour Tết, rồi thêm một chặng nữa, người ta vẫn không bác bỏ cho em cái danh hiệu hot boy đi hát. Người ta vẫn chỉ nhìn em như là một thằng người mẫu đi hát thôi. Phải tìm cách để chứng minh và vượt qua. Bằng cái đĩa đó thì chưa đủ. Cái live show, nó xuất hiện một cái live show, em sợ cái live show vô cùng. Em sợ vô cùng. Live show năm mấy em? 2010. Ừ. Live show năm 2010. Cũng trong khoảng thời gian đó luôn đó Trong hả? khoảng thời gian đó, live show năm 2010, khi mà quản lý của em nói là chúng ta phải nên có một live show, chúng ta để bước hẳn ra khỏi dòng của một người mẫu đi hát, và chúng ta cho cả thế giới ngoài kia biết là chúng ta có thể hát được, chúng ta phải hát hay nữa kìa. Làm sao để tìm ra được điểm đặc biệt, làm sao để tìm hút khán giả đi đi coi cái live show của mình. Mình là nam đúng không? Mời nữ. Ai chịu tham gia đây? Ai sẽ chịu tham gia đây? Những người thân, ví dụ Hòa My đi tham gia. Ví dụ Thủy Tiên, chắc chắn hai người đó sẽ tham gia rồi đó. Còn ai nữa? Không lẽ làm sao có hai người nữ? Không, còn những người bạn Đông Nhi, Bảo Thi hay là Khổng Tú Quỳnh này kia là không có ai tham Lúc gia đó, lúc đó bạn nói bạn là bạn vậy thôi, nhưng mà thật ra họ vẫn đang lo về cái dự án của chính dự người. án của chính họ. Và mình là một ca sĩ trẻ, bán vé biết được bao nhiêu, mà liệu làm sao họ nhào vô họ họ tham gia với mình. Cuối cùng là sau đó có ai ngoài ngoài Noo Phước Thịnh? Có tất cả, Cũng có hết luôn. có tất cả những người nữ, từ những người mình thần tượng, mình yêu mến, và đặc biệt có một nhân tố, đó là một người mà mình cũng cũng một người mà không ai nghĩ tới, cái yếu tố đó lại xuất hiện luôn. Full vé. Là ai? Ca sĩ nào? Diễn viên Lê Khánh. Chị Lê Khánh xuất hiện. Em với chị Lê Khánh hát bài Phượng Hồng với nhau. Rồi chị Phương Thanh là một một yếu tố lớn. Chị Hiền Thục. Rồi thần tượng của em Hồ Ngọc Hà xuất hiện luôn. Và không chỉ xuất hiện bình thường mà còn làm thêm một bài hát nữa. Như vậy là mọi người đã góp chút 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 để làm cho live show của Noo Phước Thịnh Và hôm họ đó. đến với nhau, đến với em vì cái cảm. Họ không đến vì tiền bạc. Thậm chí có những người họ không lấy tiền. Rất nhiều hai thế hệ ca sĩ, Hai thế hệ ca sĩ 8X, 7X là chính đó, 8X, 7X gặp nhau. Hỗ trợ hết mình cho em trong live show đó. Và live show, đêm live show đó là một cái đêm Bao của nhiêu người? một người trẻ, Bao nhiêu full người? hết cái sân khấu 1, 2, 6. Là cũng khoảng vài ngàn người hả? Full hết tất Vậy là cả hạnh mọi phúc thứ. rồi, ấm áp rồi đúng Mọi không? báo chí, giới truyền thông họ ưu ái cho em được một mặt. Và có thể sau đó, có thể sau cái live show đó em đã phần nào đó xóa nhòa đi hai chữ hot body hết. Sau cái live show đó xong, em tham hơn chút, em bắt đầu tự tin rồi. Những giải thưởng này sẽ đến với em đó. Cái giải thưởng đầu tiên đó là cái giải thưởng Làn Sóng Xanh nghệ sĩ triển vọng. Đó. Mà cái giải thưởng lần đó nó bùng nổ bằng một cách là nó bùng nổ một cách là ngoài việc em cảm thấy nó vinh dự ra, thì em còn cảm thấy được một điều rằng đây là cái giải thưởng mà giống như tất cả những người nghệ sĩ nào mà thành công phải bước qua cái giải thưởng này đầu tiên. Và em cảm thấy đây là một bước mới. Rồi đề cử top 10 danh sách của Mai Vàng. Là một điểm đây là cái tên của Noo Phước Thịnh nó đi nhanh 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 nhanh, nó gạt 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 gạt. Thì cái tên Noo Phước Thịnh giống một cái bước đà, giống một cái bít tông bật một phát thì tất cả mọi người công nhận rất là lạ. Vì vậy cái quan điểm lúc đó không phải là hot body hát nữa, mà quan điểm lúc đó là vụt sáng trong một đêm vậy rồi thì ở coi ở được bao lâu. Sự tổng lực về những cái kết quả chiến thắng nó đến nghe dồn dập ha. Nhưng quan trọng là em đã xóa đi được, thứ nhất là hot body hát, em xóa đi được định kiến của những người xung quanh, người quản lý của em đã từng nói rằng liệu nổi được tới bao lâu. Trả lời cho hai ba câu hỏi đó hả, là một mục đích mà trả lời hai ba câu hỏi đó. Tôi Sau rồi sau cái phần giải giải thưởng đó, live show đó tới ngày hôm nay. là tới một cái sự bắt đầu là cái sự ỷ lại, một cái sự ỷ lại nó xuất hiện. Thôi, chín mùi rồi. Hát nhạc lớn được rồi, da diết được rồi. Bằng album Vol 2. Em thu tất cả những bài hát của album Vol 2 ra, em vô cùng ưng ý, và hầu hết tất cả những bài hát trong album Vol 2 đó đều là của người nhạc sĩ mà em rất là quý, đó là nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Đã đầu tư cho em cũng như là chăm chút cho em từng chút, và em nuôi cái album đó rất là nhiều. Phát hành năm mấy? 2012, 2011, 12 gì Nói đó. chung là mới gần đây thôi ha. Gần. Phát hành album đó xong, anh không biết khi tung album đó ra, album đó thất bại. Ê chà.
đó là cái bước hụt của em, là tại vì em đã quá tham lam, em đã quá nhoi mình lớn lên. Điều này ai biết không? Điều này em, lúc em hát thì em chỉ đã bản thân em thôi. Nhưng tới khi ra rồi đó, nó không thành công. Điều này nhiều người biết không? Không, không ai biết. Tại vì thật ra họ chỉ nghĩ đó là một sản phẩm vol 2 thôi. Đúng rồi. À, không biết. Nếu không quan tâm hoặc nhưng là không đó, đó là cái nhìn của em. Em cảm thấy nó là cái sự thất bại, là tại vì em chưa đủ độ, em chưa đủ độ lớn, độ rộng rãi, độ, độ đại chúng để mà em hát những dòng nhạc đó. Nhưng mà về sau này, cái album đó nó không phải thấm liền vô mà nó thấm dần dà sau này. Và khi dần dà sau này về, cái lượng bài hát trong album nó hầu hết tất cả mọi người đều nghe. Và tất cả mọi người, tại vì sao họ họ rỉ rả bên lỗ tai em, thậm chí có những người lạ em gặp họ đều hỏi em, giờ này có hát lại cái bài Trở Về Tiếc Núi đó không? Và thậm chí em còn quên mất là Trở Về Tiếc Núi hình như nằm trong vol 2 thì phải. Ừ, em quên hẳn luôn. Vì em quên hẳn nó luôn, tại vì em không có cơ hội đi diễn ở đâu với cái album đó hết. Đó, nó không cho em được tập vợ, không được lăng xê. Tại xê. Vì ông cái album đó chỉ toàn là những bài hát ballad, đậm chất, pop ballad. Nó rất là chững chạc. Ừ. Vì vậy cho nên nó không hợp với tuổi teen. Nó không hợp với thành phần đối tượng mà em đang hướng đến là tuổi trưởng trẻ. Sau thời giai đoạn đó, sau vol 2 thất bại đó, đến giờ phút này. Sau vol 2, sau vol 2 đó là những cái bài hát lẻ. Ừ. Những bài hát lẻ ra thì nó ăn liền.